nhiều khu vực tại miền đông Ukraine do Nga kiểm soát liên tiếp bị pháo kích. Tiếp tục xảy ra nhiều vụ nổ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tổng thống Ukraine nói nước Nga sẽ tránh được hậu quả thảm khốc nếu ông Putin dừng lại. Ông Putin nói những sai lầm trong lệnh động viên cần được khắc phục. Điện Kremlin nói sự cố Nord Stream giống cuộc khủng bố do một tổ chức nhà nước đứng sau. Moscow cho biết NATO đã thử nghiệm thiết bị dưới nước gần đường ống bị rò rỉ. Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây châm ngòi bất ổn giữa các nước thuộc Liên Xô cũ. Ngọc Anh xin kính chào quý vị đang đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo hãng tin TASS, ngày 29 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát và Điều phối các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR thông báo, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã pháo kích vào thành phố Kremenia. Thông báo được phái bộ này đăng trên kênh Telegram của mình có nội dung, một cuộc tấn công pháo kích đã được ghi nhận từ các vị trí do quân đội Ukraine chấn giữ vào lúc 20:30 theo giờ Moscow. Ba quả rocket đã được bắn về phía Kremenia từ bệ phóng HIMARS. Ngoài ra, các lực lượng của chính phủ Kiev đã tấn công vào thành phố Prevoli và Lysychansk vào lúc 20:15 theo giờ Moscow, bắn 8 quả đạn pháo về phía những khu vực đó. Quân đội Ukraine chưa có phản hồi về những báo cáo của chính quyền LPR. Cũng theo TASS đưa tin, vào ngày 30 tháng 9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết hai quả mìn đã phát nổ hôm thứ Năm gần hàng rào xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Rất may không gây thiệt hại cho nhà máy hoặc cơ sở hạ tầng liên quan. Các nhân viên IAEA thường trực tại nhà máy đã gửi một báo cáo với thông tin rằng một vụ nổ xảy ra vào chiều hôm qua tại khu vực kênh vận chuyển nước đến nhà máy cho hệ thống làm mát. Rất may, vụ nổ đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Cách tổ máy lò phản ứng 1 khoảng 500 mét. Tuy cả hai vụ nổ đều không gây thiệt hại, IAEA cho biết các cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Theo các báo cáo của IAEA, thì vụ việc này đã nâng tổng số vụ nổ được ghi nhận gần nhà máy Zaporizhia lên con số 5 từ đầu tuần đến nay. Trong một báo cáo khác từ các nhà chức trách địa phương vùng Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái của Ukraine hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, vụ việc không gây ra sự rò rỉ nào. Người đứng đầu cơ quan quản lý vùng Zaporizhia, Evgeny Palevsky, nói với Channel One rằng nó không đâm vào lò phản ứng nào. Cơ sở hạt nhân Zaporizhia lớn nhất ở châu Âu và thị trấn Enogoda gần đó đã liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo trong những tuần gần đây mà Moscow đã đổ lỗi cho Kiev. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc tiếp tục pháo kích vào địa điểm hạt nhân có thể gây ra thảm họa làm lu mờ sự cố Chernobyl năm 1986 và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở châu Âu. Đầu tháng này, lò phản ứng hoạt động cuối cùng trong số 6 lò tại nhà máy đã bị đóng cửa vì lý do an ninh. Ở phía đối diện, Ukraine tuyên bố rằng Nga đã biến nhà máy này thành một căn cứ quân sự và chính họ đang tấn công để đổ lỗi cho Kiev. Vào đầu tháng 9, một phái đoàn của IAEA do Tổng giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu đã đến thăm nhà máy. Sau đó, cơ quan này đã công bố một báo cáo kêu gọi thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh nhà máy để ngăn chặn thảm họa hạt nhân do các hành động thù địch đang diễn ra. Trong bài phát biểu hàng tối của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà Reuters có được vào ngày 29 tháng 9, người đứng đầu chính quyền Kiev nói rằng Nga có thể tránh được những hậu quả thiệt hại thảm khốc từ cuộc xung đột. Nhưng để làm được điều đó, Tổng thống Vladimir Putin phải dừng lại. Hơn nữa, ông Zelensky tuyên bố Nga sẽ không thể sáp nhập thành công 4 khu vực của Ukraine như tuyên bố của ông Putin. Ông nói, Nga sẽ chỉ hứng chịu thảm họa khi sáp nhập những vùng đất lãnh thổ của Ukraine. Mỹ và các nước phương Tây cho rằng việc Moscow tiến hành sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine sau những cuộc trưng cầu dân ý là giả tạo và vi phạm luật pháp quốc tế. Trong một cuộc gặp các nhà lãnh đạo ở khu vực Thái Bình Dương vào hôm 29 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận các tuyên bố của Nga về lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và đang chuẩn bị một loạt lệnh trừng phạt mới với Nga. Theo Reuters, ông Biden đã bác bỏ các cuộc trưng cầu dân ý mà các lực lượng thân Nga tiến hành ở các khu vực của Ukraine là một sự giả tạo tuyệt đối. Mỹ đang làm việc với các đồng minh về các biện pháp trừng phạt mới một khi Nga sáp nhập các khu vực mới của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ nhằm vào các cá nhân và thực thể trong và ngoài nước Nga ủng hộ hành động này. Ông Biden nhấn mạnh thêm, việc Nga tạo ra cuộc xung đột tại Ukraine là hành vi vi phạm rõ ràng đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga cho biết tất cả những sai lầm mắc trong đợt huy động quân sự vừa qua cần phải được sửa chữa. Reuters cho hay, ông Putin khẳng định những người đã có kinh nghiệm quân sự và được đào tạo về các chuyên ngành liên quan phải được gọi nhập ngũ đầu tiên. Thời gian qua đã có nhiều bất bình trong công chúng khi các nhà chức trách xử lý công tác động viên không đúng quy định. Trong đó có khiếu nại về việc gửi giấy gọi nhập ngũ cho những người không đủ tiêu chuẩn, khiến làn sóng người dân bỏ trốn khỏi Nga để tránh quân dịch dâng cao. Tổng thống Putin nói, những sai lầm cần được sửa chữa và không được lặp lại trong tương lai. Đối với những công dân đủ điều kiện hoãn hoặc những người không thể nhập ngũ vì tuổi cao, thì cần phải điều tra riêng từng trường hợp như thế này. Nếu sai sót, hãy khắc phục và trả họ về nhà. Ông cũng nói thêm, có những trường hợp như bác sĩ hoặc chuyên gia cấp cao của các ngành nghề khác có nhiều năm kinh nghiệm lại bị gọi ra chiến trường thay vì chỉ định họ đến những nơi phục vụ hậu cần như bệnh viện chẳng hạn. Tất cả điều này có thể được khắc phục mà không gây ra quá nhiều ồn ào như hiện nay. Sau vụ rò rỉ của đường ống Nord Stream, mới đây, Điện Kremlin nhận định rằng sự cố này trông giống như một hành động khủng bố được hậu thuẫn bởi một tổ chức nhà nước. Liên minh châu Âu đang điều tra những đợt rò rỉ lớn trong đường ống Nord Stream 1 và 2 của công ty Gazprom dưới biển Baltic. Đồng thời EU cũng hoài nghi có sự phá hoại trong vụ việc nghiêm trọng lần này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc điện đàm, đây không khác gì một hành động tấn công ở cấp độ nhà nước. Kênh truyền hình CNN của Mỹ trích dẫn ba nguồn tin cho biết các quan chức an ninh châu Âu đã quan sát thấy các tàu hỗ trợ và tàu ngầm của Hải quân Nga xuất hiện không xa điểm rò rỉ của đường ống Nord Stream. Khi được hỏi bình luận về thông tin mà CNN đưa ra, ông Peskov cho biết sự hiện diện của NATO tại khu vực rò rỉ còn lớn hơn rất nhiều. Reuters dẫn lời phát ngôn của Điện Kremlin, không có mối liên hệ nào giữa các cơ quan an ninh của Nga và Mỹ. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu của sự kiện này cho thấy chẳng khác nào một tổ chức nhà nước đã thực hiện hành động này một cách có chủ đích. Đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm và cần phải điều tra khẩn cấp. Vì vậy, sự hợp tác giữa các quốc gia là cần thiết. Tuy nhiên, một số nước lại không sẵn sàng trao đổi với chúng tôi thông tin về những vấn đề nhạy cảm như vậy. Điều này đang làm nảy sinh nhiều câu hỏi. Reuters đưa tin ngày 29 tháng 9 cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Thụy Điển đã công bố những bức ảnh tĩnh về rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream 1 và 2 ở biển Baltic. Các hình ảnh được chụp từ một chiếc máy bay cho thấy khí sủi bọt trong nước biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Thụy Điển hôm 29 tháng 9 cho biết họ đã phát hiện ra sự cố rò rỉ khí thứ tư trên đường ống Nord Stream bị hư hại vào đầu tuần này sau khi những vết nứt được báo cáo lần đầu tiên hôm 26 tháng 9 khiến khí gas phun ra biển Baltic. Cảnh sát Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố có hai địa điểm thải ra khí gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển, địa điểm lớn hơn nằm trên Nord Stream 1 và một nhỏ hơn ở Nord Stream 2. Khoảng cách giữa hai địa điểm được đo là khoảng 1,8 km. Tiếp tục vẫn là những bình luận về sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream. Vừa qua, chuyên gia khí đốt châu Âu, ông Thierry Bros nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng những ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc nổ đường ống nhiên liệu Nord Stream 1 và 2 từ Nga sang Đức sẽ khiến Liên minh châu Âu phải nhìn nhận lại về khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng này. Ông Bros cho biết, tôi cảm thấy rất lạ khi Đan Mạch nhìn vào sự cố này và chỉ đơn giản nói rằng có bong bóng nổi lên thì chỗ này hình như có vấn đề. Đáng lý ra họ phải công bố có nhìn thấy tàu ngầm bất cứ thứ gì xung quanh địa điểm rò rỉ và chúng có liên quan gì đến vụ việc này hay không. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Thụy Điển hôm thứ Năm cho biết họ đã phát hiện ra đợt rò rỉ khí thứ tư trên các đường ống Nord Stream bị hư hỏng. Reuters tiếp tục trích lời chuyên gia năng lượng Bros. Trên thực tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thực hiện hai việc cùng một lúc, đó là hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine và thực hiện hành động chống lại EU. Tôi cũng đang quan sát xem liệu châu Âu sẽ đối phó khủng hoảng năng lượng như thế nào trong mùa đông này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, NATO đã tiến hành các cuộc tập trận sử dụng thiết bị dưới đáy biển gần khu vực phát hiện rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream 1 và 2 trong tuần này. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm, bà Zakharova bác bỏ mọi cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này. Bà nói, tôi xin hỏi một câu, đã bao giờ các vị nghe thấy Nga tuyên bố chính xác khi nào ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu chưa? Bà Zakharova cho biết, NATO đã thực hiện một số hoạt động quân sự gần vị trí phát hiện rò rỉ. Trước đó, tại đảo Bornholm, Đan Mạch và NATO đã tiến hành các cuộc tập trận có sử dụng các thiết bị dưới đáy biển sâu. Theo Reuters, lời của bà Zakharova đang ám chỉ đến hoạt động Baltic 22 ở biển Baltic diễn ra hồi tháng 6. Theo thông tin của Hải quân Mỹ vào thời điểm đó, hoạt động này được thực hiện nhằm mục đích kiểm chứng khả năng săn mìn của khối NATO. Đặc biệt, họ đã tìm cách thử nghiệm phương tiện không người lái dưới nước UUV bằng cách triển khai ngoài khơi đảo Bornholm.
Ngày 29 tháng 9, theo hãng tin Reuters, tại cuộc họp trực tuyến với đại diện các cơ quan an ninh và tình báo của cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Liên Xô cũ CIS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, để theo đuổi mục tiêu, các đối thủ địa chính trị của chúng tôi sẵn sàng phơi bày bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào, để biến nó thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng, kích động một cuộc cách mạng màu. Chúng tôi đã chứng kiến tất cả những điều này hơn một lần. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, trong điều kiện hiện nay, những xung đột cũ đang trở nên trầm trọng hơn, những thách thức nghiêm trọng mới xuất hiện. Theo nhà lãnh đạo Nga, phương Tây đang cố gắng châm ngòi cho một cuộc xung đột lâu đời, tạo ra các vấn đề và khủng hoảng mới nhằm ngăn chặn việc hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn. Ông Putin nói thêm rằng, bạn hãy nhìn vào những gì đang xảy ra hiện nay giữa Nga và Ukraine, những gì đang xảy ra ở biên giới của một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác. Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh an ninh bên ngoài và ổn định bên trong là những điều kiện then chốt cho sự phát triển tiến bộ của các quốc gia trong khu vực. Hiện tại, Mỹ và phương Tây chưa có bình luận nào về những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hãng tin TASS, thông cáo của đại diện phái bộ Nga ngày 29 tháng 9 cho rằng, tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý ở hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, TPA và LPA, và các vùng Kherson cùng Zaporizhia là một ví dụ điển hình về tiêu chuẩn kép của phương Tây. Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, ông Guterres lên tiếng về việc trưng cầu dân ý ở các khu vực trên, nhưng lại giữ im lặng về hành động của chính quyền Kiev ở Donbass sau năm 2014, về tình hình xung quanh Kosovo và việc Mỹ và NATO chiếm đóng một phần lãnh thổ Syria. Thông cáo của Nga nhấn mạnh, chúng tôi lấy làm tiếc khi nghe thấy các phát ngôn như vậy từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ông Guterres ngày 29 tháng 9 đưa ra cảnh báo quyết định của Nga sáp nhập 4 khu vực ly khai Ukraine, đánh dấu sự leo thang nguy hiểm và đe dọa triển vọng hòa bình. Ông nói, mọi quyết định tiến hành sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine sẽ không có giá trị pháp lý và đáng bị lên án. Ngày 30 tháng 9, theo hãng tin TASS, Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ đã có một phản hồi về bài báo mà tờ Newsweek của Mỹ đăng vào ngày 29 tháng 9, trích dẫn tuyên bố của các quan chức Lầu Năm Góc ẩn danh về kế hoạch đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Moscow. Lãnh đạo Đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố rằng, quân đội Hoa Kỳ không nên nghi ngờ gì về sự sẵn sàng của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình bằng tất cả các phương tiện sẵn có. Nội dung của tuyên bố như sau. Chúng tôi đã ghi nhận một bài báo trên Newsweek ngày 29 tháng 9 trích dẫn tuyên bố của các quan chức Lầu Năm Góc ẩn danh về kế hoạch đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân giả định của đất nước chúng tôi. Bộ Quốc phòng Mỹ không nên nghi ngờ quyết tâm của Moscow trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và con người của Nga bằng tất cả các hệ thống vũ khí sẵn có của chúng tôi. Do đó, những phát biểu đầy khiêu khích và ảo tưởng của các nhà hoạch định quân sự Mỹ có thể khiến Hoa Kỳ phải trả giá đắt. Bất kỳ các cuộc đối đầu quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc những cập nhật về tình hình xung đột đang diễn ra tại Đông Âu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.